quý vị, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài công bố thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho chồng. Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, đã công bố một thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho chồng bà. Thỉnh nguyện thư đã nhận được hơn 1.400 chữ ký sau vài giờ đăng tải trên mạng. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt hôm ngày 16 tháng 12 và ngay sau đó bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam vụ bắt giữ luật sư đài xảy ra chỉ một ngày sau buổi đối thoại nhân quyền giữa phái đoàn của liên hiệp châu âu và các quan chức cộng sản việt nam tại hà nội ngay sau vụ bắt giữ giới ngoại giao phương tây và nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho luật sư nguyễn văn đài viết rằng luật sư nguyễn văn đài không vi phạm bất cứ luật lệ nào của việt nam hay quốc tế với vai trò thành viên hiện thời của hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc chính quyền việt nam có trách nhiệm đặc biệt phải tôn trọng các cam kết nhân quyền của họ Ngoài ra, trong lúc Hà Nội đang mong đợi tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, họ phải chứng minh cho thấy sự tôn trọng pháp luật và các quyền căn bản của con người. Sự kiện Hà Nội bắt giữ tùy tiện luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với một nhà hoạt động khác, cô Lê Thu Hà, vừa ngay sau buổi đối thoại nhân quyền hàng năm giữa khối Liên Âu và Việt Nam cho thấy sự bất chấp trắng trợn đối với cộng đồng quốc tế. Quý vị có thể vào thính nguyện thư này tại trang mạng change.org.